chư Đại Bồ Tát. Bởi vì các ngài hành trì trong trí huệ rất là thanh tịnh, do đó cái đời quá khứ mà các ngài đã sinh thân ra, các ngài thấy rõ ràng, không có sự ngăn ngại. Ở đây mình thấy rằng những điều mà trong cái thập bát bất cộng, nó không phải là một cái chuyện mà huyễn mộng hoang đường, mà nó là cái chuyện đúng như vậy nếu mình hành trì đúng. Bởi vì tất cả những chủng tử, những cái nghiệp thức, những cái đời sống, tất cả sinh linh mà quý vị đã từng trải qua trong vô lượng vô số kiếp, nó đều nằm ở trong cái tàng á lại giá thức của quý vị. Mà ngày hôm nay nhờ quý vị biết tu thiền na, quý vị sôi nội quán trở lại, do đó tất cả những gì nằm trong tâm thức của a lại gia thức đều nó có thể mở rộng hết, và quý vị thấy rõ trong những cái cuốn kinh hiền ngu, quý vị đã thấy Đức Phật thực lại cái tiền kiếp của ngài trong vô lượng vô số kiếp. Có những cái kiếp mà ngài nghĩa là nói rằng không thể nào tính đếm được, không thể nào dùng cái ý tưởng mà tính đếm được. Như vậy thì quý vị biết rằng trí tuệ của con người, của tất cả muôn loài chúng sinh, nó vượt không gian, nó vượt thời gian, nó vượt luôn cả ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Nếu mình mà thật sự tu và mình thật sự thanh tịnh thì quý vị sẽ thấy điều này. 17 là trí huệ biết đời vị lai không ngăn ngại. Thành ra quý vị có thấy nhiều vị tăng sĩ đó, nhất là bên cái ngoại đạo đó, chứ bên Phật giáo của mình đó, thường thường những vị tăng sĩ tu chứng họ ít bao giờ họ nói lắm. Nhưng mà ngoại đạo, bởi vì họ tu trong cái sự mà họ còn mê danh, do đó khi mà họ chứng đắc một cái gì là họ truyền rao hết để cho mọi người biết. Bởi vì họ còn mê trong cái danh, do đó họ muốn cho đệ tử của họ đưa cái tên tuổi của họ lên, do đó họ truyền rao. Mà thật sự họ có thấy thật, bởi vì họ có tu và trong cái sự mà thanh tịnh họ thấy được những cái kiếp vị lai. Như vậy thì quý vị thấy vị lai là những cái điều mà nó chưa có thể mà nó hiện tới, tại sao mình lại có thể thấy trước? Nếu mà thầy nhắc lại để cho quý vị nhớ, trong cái kinh mà Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói rằng cái hư không này nó nằm ở trong bản tâm của mình giống như là một cái đám mây nhỏ thôi. Như vậy thì quý vị biết rằng cái tâm của mình nó rộng lớn bao lớn, do đó nó nằm trong pháp giới tính, nó bao trùm hết tất cả tam thiên đại thiên. Và những cái quá khứ, vị lai và hiện tại nó đều nằm ở trong pháp giới tính, chứ nó không ra ngoài khỏi pháp giới tính. Do đó khi mà quý vị đã nhập tâm vào ở trong pháp giới tính thì ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai quý vị thấy rõ ràng, giống như là quý vị thấy cái chỉ bàn tay của quý vị. Rồi bây giờ số 18, tức như là trí tuệ biết đời hiện tại không ngại. Thế nào là biết đời hiện tại không có ngăn ngại? Có nghĩa là trong cái hiện tại này, quý vị biết quý vị tu, và quý vị sẽ biết rằng con đường tu của quý vị nó sẽ giúp cho quý vị được những gì. Và trên con đường tu của quý vị sẽ độ được những chúng sinh nào. Do đó những bậc A-la-hán thời xưa trong tăng đoàn của Đức Phật đó, nhiều khi những cái bậc đó họ có duyên với những cái người mà họ đang độ. Do đó họ thường xin Đức Phật họ đi về hướng đó để họ độ cái người đó. Trong cái kinh Đức Phật cũng đã từng thực lại khi mà ngài đến một cái ngôi làng đó, trong đó tất cả những bô lão, những cái người mà sống ở trong cái làng đó đều ra họ thấy Đức Phật họ chỉ xá thôi, nhưng mà khi mà thấy đến ngài Mục Kiền Liên họ đều quỳ mọp xuống họ lại. Mà khi đó Đức Mục Kiền Liên thấy rằng đối với thầy của mình thì lại thờ ơ, mà đối với mình lại cung kính, vì vậy mà ngài mới quay về hướng Đức Phật, ngài quỳ xuống ngài lại và ngài nói rằng đây là Đức Thế Tôn, còn con chỉ là đệ tử mà thôi. Có nghĩa là ngài Mục Kiền Liên muốn giới thiệu rằng cái người mà quý vị thờ ơ xá đó tức là Đức Thế Tôn, là sư phụ của tôi, còn tôi chỉ là đệ tử thôi. Nhưng mà những người dân trong làng họ không khe những điều đó, họ không màng những điều đó, họ nghĩa là suy tôn Đức Mục Kiền Liên, còn đối với Đức Phật họ vẫn thờ ơ. Đây không có gì lạ, tức là một cái duyên ngày xưa, chính là Đức Mục Kiền Liên đã cứu một bầy khỉ. Do cái duyên này nó cảm hóa, đến ngày hôm nay bầy khỉ nó đầy đủ những cái thiện căn, nó trở thành người. Do đó cái sự mà thương mến ngài Mục Kiền Liên nó ẩn tàng ở trong tâm.
Do đó ngày hôm nay thấy ngài Mục Kiền Liên nó rất là quý mến. Và khi mà học đạo thì nó học với ngài Mục Kiền Liên, chứ còn không học với Đức Phật. Tại vì sao? Là tại vì Mục Kiền Liên đã gieo duyên với quý vị đó nha. À, như vậy thì quý vị thấy rằng trên con đường mà tu học thì tất cả chỉ là duyên thôi. Những người mà đến với quý vị, làm đệ tử quý vị, cũng là một cái duyên thầy trò từ thời trước, chứ không phải là tự nhiên mà nó có đâu. Do đó khi mà quý vị làm thầy, quý vị đừng mong ước có đệ tử. Bởi vì khi mà quý vị có duyên làm thầy thì tất nhiên quý vị sẽ có duyên làm đệ, có duyên mà đệ tử đến để mà gặp quý vị. Còn khi mà quý vị mong ước đó, khi mà cái là sự mong cầu của mình nhiều quá đó, thì cái loài thiên ma nó động đến rồi, thì loài thiên ma nó sẽ biến hóa để nó đến để mà nó làm đệ tử mình, và sau cùng thì nó phá tan đi cái đạo hạnh của chính mình, và nó phá tan đi tất cả những con đường tu mà trong tương lai mình sẽ cứu độ chúng sinh. Quý vị thấy không? Do đó trong cái vấn đề mà tu học đó, mình phải cố gắng cho thật nhiều để cho mình đạt được cái thập bát bất cộng này, thì mình mới có thể viên dung và viên mãn trên con đường thành Phật đạo, A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thì thầy mời Chánh Minh lên đọc trang 87 và cái số 3, số 4. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc con tinh hành riêng, thấy Phật ở trong chúng, danh đồn khắp mười phương, rộng lợi ích chúng sanh, tự nghĩ mất lợi này. Chính con tự khi dối, con thường trong ngày đêm hằng suy nghĩ việc đó, muốn đem hỏi Thế Tôn là mất hay không mất. Con thường thấy Thế Tôn khen ngợi các Bồ Tát, vì thế nên ngày đêm suy lường việc như vậy. Nên nghe tiếng Phật nói, theo cơ nghi dạy pháp, vô lậu khó nghĩ bàn, khiến chúng đến đạo tràng. Con xưa chấp tà kiến, làm thầy các phạm trí, Thế Tôn rõ tâm con, trừ tà nói niết bàn. Con trừ hết tà kiến, được chứng nơi pháp không, bấy giờ lòng tự bảo, được đến nơi diệt độ, mà nay mới tự biết. Chẳng phải thật diệt độ, nếu lúc được thành Phật. Đủ 32 tướng, trời người chúng giả xoa, sòng thần đều cúng kính. Bây giờ mới được nói, dứt hẳn hết không thừa, Phật ở trong đại chúng, nói con sẽ thành Phật. Nghe tiếng Pháp như vậy, lòng nghi hối đã trừ. A Di Đà Phật, cứ xin kính đến thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái bài kệ này, chính ngài Xá Lợi Phất cũng đã thú nhận rằng, trong vô lượng kiếp về trước, chính ngài cũng đã chấp tà kiến, và ngài thường làm thầy của những cái người phạm chí, tất nhiên là bọn tà đạo trong 96 cái ngoại đạo tà giáo ở bên Ấn Độ. Nhưng mà nhờ công đức của ngài, nhiều đời nhiều kiếp đã dung trầm và cúng dường nhiều chư Phật, nên do đó mới gặp được Đức Phật giảng pháp và cứu độ. Nên ngài đã chứng được nhân không, tức là A-la-hán quả. Khi mà ngài chứng được cái cảnh giới nhân không này, thì ngài và các vị thánh thanh văn tưởng cái cảnh giới này là cảnh giới thiệt giải thoát, thiệt diệt độ. Nhưng mà ngày hôm nay thì các ngài biết rằng cái cảnh giới đó chỉ là quá thành mà thôi. Và nhờ Đức Thế Tôn từ bi giảng cái pháp nhất thừa diệu pháp liên hoa này, mà các ngài mới hiểu rằng khi nào mà mình thành Phật đủ 32 tướng, mình làm thầy của nhân thiên, thì mình mới có thể viên mãn cái đạo hạnh công đức và đạt được cái thực tướng niết bàn. Do cái sự lầm tưởng mà mình đã thiệt diệt độ, thành ra quý vị thấy trong cái đoạn kinh trước, tất cả 5.000 người trong cái đó có tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di đã đứng dậy đi ra khỏi đạo tràng của diệu pháp liên hoa. Là tại vì các ngài đã chứng được trong cái nhân không, và các ngài nghĩ rằng đó là cứu cánh. Ngày hôm nay dầu cho Đức Phật có diễn thuyết
pháp gì đi nữa thì nó cũng không ra ngoài cái những cảnh giới mà các vị đó đã chứng được. Do đó những vị đó đã đứng dậy và đi ra khỏi pháp hội, và Đức Phật gọi đây là cái bọn người mà tăng thượng mạng. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh lên đọc tiếp tục phần số 5. Khi mới nghe Phật nói, trong lòng rất sợ nghi, phải chăng ma giả Phật não loạn lòng ta ư? Phật dùng các món duyên, thí dụ khéo nói phô. Lòng kia an như biển, con nghe, lưỡi nghe dứt. Phật nói, thở quá khứ, vô lượng Phật diệt độ, an trụ trong phương tiện, cũng đều nói pháp đó. Phật hiện tại vị lai, xấu nhiều cũng vô lượng, cũng dùng các phương tiện, diện nói pháp như thế. Như Thế Tôn, ngày nay, từ sanh đến xuất gia, được đạo chuyển pháp luân, cũng dùng phương tiện nói, Thế Tôn nói đạo thật, ba tuần không nói được, vì thế con định biết, không phải ma giả Phật. Con xa vào lưới nghi, cho là ma làm ra. Nghe tiếng Phật êm nhiều, sâu xa, sức nhiệm màu, nói xuất pháp thanh tịnh, tâm con rất vui mừng. Nghi hối đã hết hẳn, an trụ trong thật chí, con quyết sẽ thành Phật, được trời người cung kính, chuyển pháp luân vô thượng, giáo hóa các Bồ Tát. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này thì như thầy đã giảng cái phần phía trước là các chư A La Hán, các ngài đã chứng được cái cảnh giới là hữu dư niết bàn. Do đó các ngài khi mà nghe Phật nói rằng cái cảnh giới này nó chưa phải là cứu cánh thì tất cả đều kinh sợ và nghĩ rằng Đức Thế Tôn đứng trước mặt mình có phải là Đức Thế Tôn hay không? Hay chính là Ma Ba Tuần, tất nhiên là thiên chủ của cõi trời Tha Hóa Tự Tại Dương, giả Phật để mà làm não loạn lòng của các chư thánh chúng. Nhưng mà sau khi nghe được Đức Phật dùng tất cả những món nhân duyên, thí dụ mà phô bày cái pháp tướng này, thì lúc đó các ngài mới biết rằng đây chính là Đức Thế Tôn, và chính nhờ cái sự từ bi bình đẳng của Đức Thế Tôn nên ngài mới diễn cái pháp di diệu phương tiện nhân duyên để cho các vị mà tiểu thánh thanh văn các ngài hiểu được để mà dứt cái lòng nghi, và các ngài biết rằng thật sự là cái cảnh giới mà ngày xưa tới giờ mình hầu như là mình chấp nó là cái cảnh giới chưa thiệt diệt độ. Như là quý vị biết là thầy đã giảng ở trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là khi mà những vị A-la-hán, khi các ngài đã tu mà đắc vào trong cái quả A-la-hán rồi đó, thì nó có hai cái hạng A-la-hán. Một là độn căn A-la-hán, hai là hồi tâm A-la-hán. Những cái bậc mà độn căn A-la-hán đó, các ngài sợ phải mà sinh tử, sợ sẽ sinh thân lại trong thế gian này mà độ sinh. Do đó các ngài an trú ở trong cái vô dư niết bàn, mà các ngài không chịu hồi tâm để mà độ chúng sinh. Còn những cái vị mà hồi tâm A-la-hán thì các ngài biết rằng cái cảnh giới này chưa thật sự là cảnh giới cứu cánh viên mãn. Do đó các ngài trở lại thế gian thì hiện thân nhập thân ở thập phương thế giới mà cứu độ chúng sinh. Do đó gọi là một cái vị đại thừa Bồ Tát. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng một vị A-la-hán mà hồi tâm trở lại độ chúng sinh, những vị này thuộc về cái hạng mà kêu là đại thánh Bồ Tát, chứ không phải là Bồ Tát phàm. Bồ Tát thì quý vị nên nhớ rằng có hai loại Bồ Tát, là Bồ Tát phàm và Bồ Tát như là thánh. Bồ Tát phàm là Bồ Tát do quý vị thọ những cái giới luật, thành ra gọi quý vị danh xưng là Bồ Tát. Những cái gì trong giới luật nói rõ lắm, khi quý vị đã thọ cái giới Bồ Tát thì đương nhiên là từ thân, tâm và tướng quý vị nó bình đẳng chung với tất cả những vị Bồ Tát ở mười phương. Và quý vị cũng lên cái tên là Bồ Tát. Nhưng mà cái Bồ Tát này là Bồ Tát phàm, tại vì quý vị chưa chứng cái quả thánh. Còn những vị bậc mà thánh nhân
trong tiểu thánh A-la-hán khi mà các ngài hồi tâm.